Thưa quý vị và các bạn, đội vinh ra lệnh nhằm khu quan tư cú vọ đang chỉ huy mà bắn trả. Trong lúc giao tranh, đội vinh bị trúng loạt đạn, ngất đi vì một mảnh trái phá vằng dứt cả một mảng đầu tóc. Bị lạc đường và mất phương hướng, đội vinh phải ra hàng và yêu cầu quân Tây đưa mình về bỉ nội. Chưa bao giờ cai cừ và hoàng hoa thám thấy tâm trí đau thắt và nhức nhối như lần này, như bây giờ bữa tiệc ăn mừng thắng bữa tiệc ăn mừng thắng trận của bọn quan tây gồm vợ chồng tạc tà lão xét nay quan tư phả lại quan ba lạng sơn quan ba mặt ngựa và quan hai khố xanh cùng tất cả sĩ quan phẩm trật thấp hơn do vợ chồng tạc tà chủ trì chưa bao giờ bọn chúng lại được một bữa phể phả như thế mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết núi rừng yên thế của nhà phát Nguyên Hồng. Buổi chiều, quan ba mặt ngựa bảo quan hai giám binh coi đồn bì nội, phái một toán lính khố xanh, đưa tạc tà vợ và xét nay đi dạo chơi, như hai vị mạnh thường quân nọ ngỏ ý. Tạc tà chồng lại quá chén nên ở lại nhà. Theo hầu ông chủ, bà chủ của mình là lục tam và chùm xào. Hai con ngựa đã cao lớn, lại thắng yên cương mới, tạc tạp vợ và sách nay cưỡi, đi chậm còn hơn người đi bộ. Từ 3 giờ đến 5 giờ, trông ngắm cả mấy vùng đồng ruộng đổi bãi đã được nghị định của toàn quyền cấp cho khai khẩn. Tính phang phát ra một số tiền phải bỏ ra để mở mang những khu trồng trọt, những thứ có thể xuất đưa về Pháp hay bán cho nước khác như các cây hương liệu, cà phê, dứa, vân vân Rất hợp với thổ ngơi ở đây. Ngoài việc phát canh thu tô ngay một phần dụng đất, mà cả những người nghèo đói ở các đỉnh dưới xuôi lên cùng những người địa phương đã vỡ vạc nhưng không có một thứ giấy tờ gì chứng nhận quyền sở hữu. Tạc tà vợ và sách nay càng thấy trong người thêm phấn chấn. Song sóng bước ngựa, cười nói trao chát như một cặp nhân tình đang say nhau. Trở về đồn để lại dự bữa tiệc tối, tạc tà vợ và sách nay bảo trùm xào và lục tam ở lại cùng ba người lính khố xanh để biểu dụ dân của mấy chùm xóm đông nhất ngụ trên đất này. Chẳng ai muốn rước cái đám chó ngao quỷ sứ này vào nhà mình cả. May sao có vợ chồng mụ xoa mới lên và nhà lại làm ngay trên một bãi đất gần đường cái. Và mụ lại là em họ chung sao, nên để mụ đón về nhà là tiện nhất. Từ ngày xảy ra cái vụ thằng bé con mụ xoa bị cánh cổng đầy sập dập đầu và vợ cai cừ thì bị trai tráng xứ họ Francisco đến xỉa dòng chết ngay tại trận thì lão xoa bố như phát cuồng. Lắm hôm đang ngủ trưa, bỗng choàng dậy, kêu thét, gọi cả tên cực trọng, văng cả ếch nhái. Vớ được con dao vót nan, khoa dao vót nan. Vớ được bùi nhùi thì châm bùi nhùi, đốt múa vùng vãi. Không vớ được cái gì thì giật cả cột hàng hiên, kể cả chân bàn, và cứ nhằm mụ xoa và gọi mụ là con mụ quỷ ám làng trên mà đuổi đánh. Cũng một trưa nắng oi ả à tháng 6 năm ấy, bố xoa vùng dậy, cởi hết quần áo, ôm một quả mít mật đã chín nứt, lấy ở trên cây nhà xuống bổ ăn, rồi nhổ một cột cổng, bảo là thiết côn. Vừa đi, vừa múa ra bến sông, tìm con mụ quỷ âm làng trên để giết. Mụ xoa tự mình kéo xác bố chết đuối lên bãi, nhờ trai họ chôn cất. Mấy tháng sau, mụ lên trên tỉnh. Hơn năm sau, về nhà với một đứa con gái, có mang với một tên lính tập tra vờ chú váo bên đời. Cả bà con trong họ ngoài làng tức điên lên được, nhất định trình tra và đòi rút bằng được phép thông công của mụ và đuổi mụ đi khỏi xứ họ. Chùm xào phải thu xếp cho mụ lên đây, ghép cho mụ một anh người gù ghề, tính hâm hâm, ăn uống như ma, nhưng được cái nết rất chịu khó, chẳng có bố mẹ anh em gần xa gì cả. Chuyên đi các đám các hội, các nhà có công việc xin bổ củi, gánh nước, rửa bát, và nhà ai có bất kỳ công việc nặng nhọc, bẩn tuổi gì mà gọi đến làm cũng làm ngay. Anh này phải cố học mấy bản kinh rồi chịu phép rửa tội và biết xương tội. Nhờ lấy được chồng, lại được cha làm lễ hôn phối cho hẳn hoi. Mụ xoa lại được đi nhà thờ, xưng tội và chịu lễ. Rồi cũng nhờ bờ bãi trên này rộng. Các bà con ở các nơi siêu tán lên làm ăn từ trước giúp đỡ. Nên vợ chồng xoa ngủ, này đã có ba gian nhà gỗ rừng và sân bếp, cấy hơn năm xào ruộng đi luồn rừng cũng kiếm được cái ăn và được một mụn con gái. Cái con mụ này thóc ngô và tiền chạy rừng mày đổ hết vào cái lọ rượu kia nên nhà cửa mới như thế này chứ. Chùm xào bước lên thềm trước, thấy chỉ kê có mỗi cái giường và cái chõng cũng đóng bằng cây que đi rừng kiếm về và chiếu là mấy bao cói, mấy vì buồm khâu ghép còn chẳng có thứ gì. À, còn cái bàn tre to hơn cái chõng bán nước ngoài chợ nữa. Chùm xào quát lên. Chúa quỷ sa tăng lại lôi mày xuống địa ngục thôi. Mụ xoa cười. Thì lại có bác kéo em lên chứ gì. Bác tính năm nay nhuận 2 tháng 3, đến ngô khoai độn cũng thiếu nữa là. Còn bố nó đi được gánh nâu gánh măng nào thì vào cả cái tiền thuốc cân ở nhà Vinh Phát cho cái con này này. Thôi được, để em có xuống đáy địa ngục thì em phải hỏi cái thằng quỷ nào, cứ để cái con ma ốm ma đau, nó có phải ở dưới ấy không, để em lôi nó lên mà tuốt xương nó ra. Lục Tam không vào nhà, ngán ngầm bảo chùm xào. Thôi, ở đây có mấy bếp đi đạo, thì ông chùm bảo đến cả. Mà kìa, họ đến cũng đông rồi kìa, có gì ta biểu dụ họ ở ngoài sân này thôi. Tôi đứng nói chuyện cũng được. Ai lại thế? Để tôi bảo con mẹ xoa ngồ, nó đi mượn cái chiếu về trại ở hiên. Ta ngồi vậy, đừng vẽ chuyện. Lục Tam phe phẩy cái quạt lụa nan sừng. Nhài bạc, theo dõi những người ngoài cổng đi vào. Được, rồi đây, con mụ em họ thằng chùm này, thuê làm nặc nô, đi thúc thuế đòi tô rất tốt. Còn là trường ấp, còn là trường ấp, còn trường ấp phải là ông chú họ, anh em thằng Tân và đội Vinh. Đất đai vùng bên này thế mà tốt hơn vùng bỉ nội, dĩnh kế, trũng mộ ấy ta phải kéo hết người làng tổng họ nội cũng như họ ngoại lên trước mới được. Tuy chỉ nghe tiếng, nhưng ông cụ đám minh họ nhà Tân vừa tới ngõ, Lục Tam đã nhận ra ngay. Kìa, cụ đám! Cụ đám minh ngạc nhiên thấy sao lại có người như quen biết mình và chào mình trước. Nhất là người ấy lại là người và cùng quan chủ ông, quan chủ bà Tây đầm song ngựa đi kinh lý đồng ruộng trên đây. Nghe nói sẽ mở đồn điền rất to, Triều dân lập ấp rất khẩn trương. Tuy đã có tuổi, nhưng vóc người và gương mặt cụ đám vẫn sức lực, quắc thước. Đã thế, bà con ấp trại lại nhường cụ cái cối đá thùng ở một mé sân ngồi, nên trong cụ càng bề thế. Mấy trai tráng và người đàn ông không chịu đánh bệt đít xuống sân hay ngồi trên những cột tre đòn kê, cành củi ở dưới đất mà đứng nhấp nhô sau lưng ông cụ khác hẳn với chùm xảo nói năng nhồm nhòm, mặt mũi nhấp nháy, chỉ được mấy câu cộc lốc chẳng ra đâu vào đâu. Về quân Tây đã đánh dẹp xong các nơi, và trên đây nên bảo nhau an cư lạc nghiệp. Lục Tam vừa làm ra vẻ đĩnh đạc mà hiền từ, có quyền thế mà biết ăn ở nhân đường cư xử, có trên có dưới, có trước có sau. Tôi cũng có mấy bà con người hàng tổng mới lên hiệp hòa, xin ở đồn điền của bà chủ tạc tà đây. Mấy bếp dưới nhà đang bị đứt bữa, trong lưng không có một đồng một chữ nào. Thế mà kẻ được cấp tiền đong thóc lấy lương ăn, kẻ tậu bò, mua sắm cày bừa. Có kẻ chạy chữa thuốc thang cho bố cho mẹ. Bên đây đồng bãi lại tốt hơn. Tôi sẽ nói cho nhiều bếp trong họ ngoài làng ở tổng, lên vùng bà con làm ăn. Tiền nong thóc gạo châu bò, bà con không phải lo lắng gì cả. Tôi sẽ nói với quan chủ cấp vốn cho. Vụ sau, vụ sau nữa trả cũng được bà con cứ yên tâm làm ăn ở đất đồn điền thì giặc cướp không lo hảo lý nhũng nhiễu không sợ rồi đây ngày một mở mang bên đời cũng sẽ có đình có chùa bên đạo cũng sẽ có nhà thờ nhà xứ nấp bóng quan chủ ta có công việc gì dưới quê dưới nhà thì nhờ thế trên này đi vào cửa nào mà trả lọt đến đâu mà trả xuôi Lục Tam làm như không biết gì về sự tình của Tân và sự việc của đội Vinh. Và nếu như có biết thì đó là phận sự của người khác, nhất là đối với gia đình cụ đám Minh. Tổng tôi ở ngay cạnh tổng cụ bà nhà đấy ạ. À? Tết tới sang xuân, cụ có về dưới ta chơi, mời cụ quá bộ rẽ vào tôi ạ. À? Lục Tam thăm hỏi mấy bếp nữa, chào cụ đám rất trân trọng, rồi mới đi ra cổng với chùm xào, đang bô bô, Khoe còn một con dê nữa sẽ biếu riêng quan đồn bỉ nội để khao lính đồn nhà cai cừ và thám đành phải để bác tân gái cõng thằng cu về nhà để mấy hôm nữa thì cúng tuần 49 ngày bác giai cai cừ để bà cụ bờ cùng về thám cũng cho mẹ thằng trọng về theo còn thằng trọng ở lại chơi với thằng cu nhà cai cừ và anh em thằng nghệ lang nghệ cõn bác ngọ gái chăm lo cơm nước cho cả bọn sau khi quân tây rút anh em bà con trong làng chôn cất bác Tân và cúng ba ngày bác xong. Bác Tân gái mới về và ở lại cúng tuần thêm hai lần nữa thì phải đưa ngay hai thằng cu lên trên kia để tránh Tây cho tới hôm nay. Chỉ trong vòng nửa tháng, bao nhiêu sự việc dồn dập bác Tân gái càng như có lửa đốt trong ruột, trong gan. Phần lại thêm chuyện đội vinh lạc đường, phải ra hàng. Phần nhớ nhà và càng nghĩ ngợi về cái chết của chồng, nên bác Tân nhiều lúc như mất hồn ngồi lầm nhầm, không ai biết là nói những gì, bỏ cả ăn uống và cõng thẳng cu đi tha thần các chùa, các miếu vắng. Trên đường về nhà hôm nay, bóng chiều đã xế, rõ ràng có người đi bên cạnh chuyện trò mà bác tân gái vẫn cứ thấy như đi một mình, và không phải chỉ mới hơn nửa tháng mà đã hàng nửa năm, lâu lắm đi xa, cách biệt hàng tỉnh hàng xứ. Thốt nhiên đã đến chỗ cây khế mọc hoang ở một cụm rừng mọi khi bác đi móc được giỏ cua tắt suối được mớ cá tép hay bác trai soi được cá bác lại trèo lên lấy đầy khăn vuông cả quả xanh lẫn quả chín về nấu về kho và chia cho các bà con bác tân gái xót xa không sao chịu được vì nó cũng cháy trụ như các cây lưu niên ở vườn bác mà quái lạ lần trước bác cũng đi qua sao như không trông thấy gì cả lần này sau cảnh tượng nhà bác cũng khác lạ hẳn đi và từng vật một bác mới lại nhận ra, biết rõ rằng nó đã cháy, đã trụi, đã bị chặt, bị phá, đã tan, đã nát, đã mất hẳn. Ba cây mít sai, bố nó lên mãi làng châu, nhà mẹ cu trọng đánh về chồng, đã cao bằng đầu thằng cu, phải làm hàng rào và chăm nom chỉ kém có thằng cu. Hai cái hũ sành để làm mắm, làm tương của cụ khán tích cho, bãi bí ngô và bí đao ở dưới chân đồi trước cổng vào nhà, năm nay được mưa, nguyên ngọn và hoa mấy nhà ăn không hết. Bãi mía, bãi mía và ba gian nhà tường trình, lề bùn ruộng phẳng nhẵn sáng sủa, kèo cột cũng bằng gỗ rừng nhưng là gỗ tốt, ngâm kỹ. Bác dài chỉ với con sao, mấy cái chàng đục và nhờ hai cụ trong làng cho mực thước và đục mộng cho mà im như thuê thợ ở thu hồng làm được bà con đánh tranh lợp cũng kín đáo. Tất cả, tất cả, không còn gì. Chúng vừa ăn vừa đập phá, đốt sạch. Cái nhà nay chỉ còn trơ bộ khung cháy thui, trông lại càng lạ, càng thảm hại làm sao. Mặc mẹ trọng cõng thằng cu nhà mình về nhà bác ngọ gái với bà cụ bờ để thu dọn thêm cho bác đưa con cái về. Bác Tân nằm vật ra trõng, lắc đầu, vật vã mình mẩy và nức nức mẹ trọng đã thổi cơm nấu canh xong sang gọi thì bác tân choàng dậy ngơ ngác nhìn ú ớ hỏi cái gì cái gì ấy mẹ trọng càng xót xa lay lay vai bắc tân bác phải ăn cơm chứ bà cụ bờ cùng tôi rồi sang cả đây nào để tôi thắp hương rồi đi mấy bà mẹ và bà cụ ở các bếp đồi trong kia nghe tin bắc tân về sửa soạn cúng 49 ngày bắc giai liền kéo nhau đến hỏi thăm và cho thằng cu quà người nải chuối, người mấy cái bánh lá gói luộc mai đi bán chợ sớm. Người không thể tìm đâu được bánh kẹo gì thì bưng cả nêu tôm sang con đi tát được cho thằng cu tốn ăn cơm sáng mai. Nếu không có mấy cụ bảo phải về, bảo khuya rồi, để bắt tân đi nghỉ kẹo ốm, thì nhiều bà còn nhiều chuyện nữa với những gói trầu cau dắt ở thắt lưng mới dở ra ăn có mấy miếng. Trăng 19 bịn dịn đã lấp ló sau cây rẻ ở mé đồi tưởng bà con đã về mà mình càng thấy mỏi thì đi ngủ được ai ngờ mắt vẫn cứ như căng và trong người lại càng rộn rạo sực nghĩ đến ông cụ đám minh chú họ chồng mình có tin mấy hôm nay bị cảm không đi cày được bác tân liền kéo thằng cu tốn nằm nhích lên nữa bên bà cụ bờ rồi len lén đứng dậy đã định gọi bà cụ để dặn mấy câu nếu thằng cu thức giấc nhưng lại thôi bác tân đùm nải chuối và ba cái bánh lá vào vuông khăn ra đi. Đúng nhà mùi vẫn đang giã sắn khô để kèm với gạo, nấu cám cho con lợn nái mới đẻ được tám con. Ông thức hay ngủ hờ thím. Ông vừa lại xông nước lá tre, lau lái xong rồi ngủ yên. Nghe tin bác về từ hồi chiều, nhưng bấn biếu quá chưa sang thăm bác với cháu được. Thế ông thuốc thang ăn uống thế nào? Ông bảo cứ thổi cơm cho ông ăn, ông ăn được là lại khỏi lại khỏe, chưa đừng thuốc thang gì cả. À, mà cháu mùi đâu? Cháu nó bên làng gần chợ Vân, ở đợ cho nhà ông Trương, cũng người tình ta. Chả là năm kia mới lên, nhà hết lương ăn, ông ấy cho vay bốn thúng thóc. Năm ngoái chưa lo trả được, năm nay cháu đi châu cho ông ta một vụ, và ông nhà ta sang cày bừa cho nhà ông ấy hơn mẫu chiêm, rồi ông ta sẽ trừ cho hai thúng và cho mượn châu về làm mùa có tiếng hự hự trên chóng sau chỗ bác mùi ngồi bác vội quát lại khóc gì vậy cái bé hợi càng tấm tức bác mùi toan phát cho mấy cái nhưng bác đần dơ tay ngăn đòi gì thế nào còn cháo kia mai khỏi sốt rồi hãy ăn cơm ăn cơm với ông cơm cơ thôi thôi bác xin phép ông xin phép ông vậy cháu ăn bánh rồi ăn cháo cho chóng khỏi ánh trăng đã thật qua khung cửa và hàng hiên, gió mát lùa vào theo. Bác Tân chợt giật mình vì đến bây giờ mới nhận ra kỹ người em dâu họ của mình. Chán xô, da đen sạm, răng lợi chìa cả ra Bác Mùi, mà cái áo sách của thằng con cắt cụt tay và quần sách cũng của con trai ngắn quá đầu gối. Người bác gầy ơi là gầy, ai khỏe chỉ một tay sách bổng. Vì tháng 3 ngày 8, bữa khoai bữa sắn, được bát tấm, thưng gạo, phải nhường cả cho bố già. Rồi cả bố lẫn con bé đều ốm sốt, còn mỗi mình làm các công việc ngoài bãi trong nhà. Và ăn uống lại bóp mồm bóp miệng, nên người bác mới thế này. Thiếm ngũ quá chồng đã 6 năm rồi đấy. Bác Tân tự nhủ, bóc thêm cái bánh nữa. Thiếm cũng ăn đi. Bánh của bà dưới xa bình gói bán, vừa ngon vừa rẻ. Thiếm này, hay ở bên này hay ốm đau thì ông và thím đưa hai cháu sang ở bên nhà tôi. Đất bên tôi cũng rộng mà chung quanh toàn bà con như mình, thêm họ thêm hàng cho vui, nhất là ông năm nay đã già rồi lại yếu. Bác Mùi im lặng. Như thế thì quý đấy, nhưng còn chỗ ruộng vỡ được bên kia đồi, hơn mẫu đất, cấy được cả hai mùa thì gánh sang bên bác được sao? Thằng Mùi này chỉ sang năm là cũng đi cày được với ông rồi tưởng bác mùi đang siêu siêu và còn suy tính bác tân thấy vui vui trong dạ thím nhớ nhé cũng tuần bốn chín ngày bố thằng cu tốn xong là tôi đi vay giật thêm mấy nơi lấy tiền về hà nội xem tin tức chú đội vinh ra sao thế nào ông cũng đi với tôi ngay cái hôm chú đội vinh đưa quân lên trên đây nói một câu với bác cai cừ về nhà tôi về cái nghĩa anh em mà tôi thấy bác tân bỏ sở câu nói vì nghẹn ngào nhưng rồi cũng nói tiếp vậy thì chú cũng như cha phải làm sao cho chú đội vinh được gặp ông và ông được gặp cháu rồi chú ấy có mệnh hệ thế nào cũng đỡ ân hận dù chỉ được nói với nhau một câu hay trông thấy mặt nhau chốc lát có tiếng ho sặc lên và giường rung cót két cả hai chị em nọ đều sớn xác ông dậy rồi chắc đòi uống nước đây tôi lại đi hâm nồi cháo chắt cho ông uống bác tân bổ lên nhà trước xốc lưng cụ đám lên Ông ơi, ông ơi, người ông sao mà lại nóng như lửa thế này? Trận lên đánh yên thế này chỉ vừa mới phong thanh lọt tên trước người cầm quân thôi, cũng đã làm cả mấy viên quan to trong coi đạo binh đông các đỉnh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phúc Yên phải suy nghĩ. Rồi khi được tin chính thức, cuộc hành quân đã mở và nhiệm vụ rõ ràng của mình là thế nào, thì các binh lính đều xôn xao bàn tán. Đúng là quan sáu hồ cầm quân. Phải, đúng là tướng Gô Đanh làm đốc binh trận đánh. Và trận đánh điểm chính là đồi cao thượng mà nghĩa quân yên thế đang đóng giữ, công nhiên đóng giữ, có đủ cả tướng để nắm cùng các thống lĩnh sừng sọ của mình. Đường bộ đi thẳng từ Phủ Lạng Thương Bắc Giang lên cao thượng khoảng 13 cây số. Đường bộ đi tắt từ Bắc Ninh lên cao thượng qua các vùng như Tam Tầng, Bích Động, Mỏ Thổ hay Núi Voi, Sản Dãnh, Kháng Giàng, vân vân cũng chỉ trong khoảng hơn 20 cây số. Đồi cao thượng không cao lắm, nhưng chấn giữ hết các ngã đường từ Yên Thế đi các đỉnh sang Vịnh Yên, Phúc Yên, lên Thái Nguyên, Lạng Sơn, về Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Đông, hay qua đây thì xuống mấy phủ huyện đường xuôi như Hiệp Hòa, Yên Phong, Từ Sơn, Yên Dũng, Võ Giảng, Quế Dương, vân vân. Rừng cây và đồi núi ở phía sau và chung quanh cao thượng không là đại ngàn nhưng rậm rịt các làng mạc không to lắm, nhưng nhiều lõng rất hiểm hóc. Phía nam trước mặt cao thượng, phía đông phía tây cao thượng, nơi nào đã thành làng thì ruộng đồng đều tốt, dân cư đều đông, hào lũy bờ bụi, cây cối che pheo, đầm ao rằng dịt. Khi biết, cứ một người trong làng có thể chống giữ với các kẻ đánh cướp ở bên ngoài, dù đông hàng trăm và mạnh ác hết mức. Đã thế, dưới chân và chung quanh đồi cao thượng, mặt nào có làng xóm thì làng xóm đều rào dấp như thế. Mặt nào là ruộng bãi thì trống trải. Xa xa lại cũng là các quả đồi, các khu rừng và làng xóm dân cư nhiều đời tụ hội làm ăn với nhau, có tiếng là dân nghịch. Làng cao thượng ở phía tổng mọc, tổng mục xá. Tổng mọc, ruộng đồng đã tốt, lại có chợ. Chợ mọc tuy không to bằng chợ tỉnh trên kia. Từ ngày quan Nguyễn Cao lên xây thành tỉnh đạo và mở mang trại ấp, chợ Nhã Nam còn gọi là chợ tỉnh và chợ mọc, không mua bán châu bò, không có người ở phía trên. Phía trong đem thịt hưu nai, mật ong, mật gấu cao, nhung, xương gạc vân vân đến bán. Nhưng lại rất đông các hàng vải sợi tơ lụa, các hàng xén ở các chợ Tam Sơn, dầu, đình bảng, chờ, me, gióng vân vân lên bán. Và người làng các nơi về đông đạc, đỗ tương, đỗ xanh, hạt rẻ còn đông hơn chợ tỉnh trên Nhã Nam có khá đông người dưới vùng từ Sơn Bắc Ninh lên làm hàng và buôn bán. Họ ở hẳn trong mấy làng chung quanh chợ mọc. Mặc dù đã nghe tin quân Tây lại lên đánh yên thế, mấy bà hàng vải, mấy bà đi đong vẫn thập thò ở cổng làng và đầu đường lối ra gần chợ. Chả nay là phiên chính, bán đong vừa sẵn khách vừa nhiều thứ, sáng mai lại có thể về dưới chợ nhà mua sắm hàng lên bán tiếp. Nhưng buổi này hầu như chỉ có người chạy. Bà ơi, gánh đỗ đi đâu mấy? Để cho em nào. Kìa, để cho em nào. Kìa, bà với bá cũng chạy ư. Em đưa vải lên đây. Có mấy người cũng hò hẹn, nhưng em chỉ ư với bá với bà thôi. Bà ơi, cả sồi và lụa bà dặn mua, em đều đưa lên đây. Mới sồi này mà đem nhuộm, đem chuốt thì còn đẹp hơn kiều ấy. Bà may sống áo, mặc đi chùa, ai trông chả phải bảo. Bảo gì, bảo gì, tiếng hỏi gắt yêu, tiếng cười hí hí. Trông bà trẻ hơn con gái 18 ấy. Thôi thôi, để mai mốt tôi ra chợ tôi lấy. Tây lên đã gần đến núi con voi kia kìa. Gánh đỗ xanh và cảo gạo nếp nữa. Bá ơi, để cho tôi đong nào. Thì phiên sau, đến phiên chợ sau. Tây rút, tôi bảo cái gái nhà tôi nó gánh ra cho bà đong. Thế gánh này bây giờ gánh đi đâu? có việc còn có việc nhiều người trong khóc làng đã đổ xa kẻ đưa bà con nhà mình chạy lên kẻ hỏi tin tức bà con mình có ai ở lại kẻ hỏi tây kéo quân đi những ngả nào ngả nào có đông không nhiều súng ống không hay có những dân nào đi theo úi lêu ơi úi lêu ơi nó đi từ gà gáy nửa đêm ấy sắp xuống dốc núi con voi trong này mới biết hốt quá hốt quá nhiều xe súng lắm trông rằng giặc ghê ghê, cứ như xe mà xe quỷ năm động âm dịch tễ kéo nhau đi ấy. Cánh đồng này, tiếng bê nghe gọi mẹ, đường làng xóm kia, gà vịt quang quác trong lồng. Đàn bà con mọn, trẻ con dắt díu nhau, kêu gọi nhau qua các quãng đường lớn. Các tốp đình tráng, vác giáo, cù néo, bồng mã tấu, bồng gươm ở các làng đã phân đi canh gác ở những con đường tắt, đến đồi cao thượng, đón giữ, khám xét những kẻ lạ mặt khả nghi trà trộn đi với dân đây. Làng nào cũng rào dấp lại cổng ngõ. Ở mấy quả đồi và cánh rừng xa đồi, không những chỉ có nghĩa quân mà rất nhiều trai tráng và trung niên tự sắm lấy khí giới, gia nhập, sẵn sàng ứng chiến. Đề nắm ngồi trên một gốc cây thông mà nghĩa quân ngả lấy gỗ để đóng vội giường phản bàn ghế cho mấy vị thống lãnh nằm ngồi. Trước mặt đề nắm là một hàng ụ đất có hố nấp kiểu chữ chi từng hàng từng lớp ụ và hố từ ngọn đồi xuống dưới chân đều có hào núi thông nhau hố nào ụ nào cũng có cây có bụi có gỗ đá có cỏ gai cành rào kết lại che chắn ở các mỏm đồi đặt làm vọng gác làm tròi bắn cũng kín đáo hiểm hóc chắc chắn như thế mọi thứ ống nhòm hay mắt người tinh tường đến mức nào chăng nữa hay dẫu cho đến rất gần rất sát và đã đi dò đi tìm cẩn thận tỉ mỉ cũng khó mà có thể nhận ra những ụ, những hố và những tay súng ở đây. Đã thế, những tay súng lại lựa toàn những nghĩa quân có tiếng là gan dạ, thiện dạ. Đã qua tất cả những trận từ ngày đầu Yên Thế nổ súng chống cự, mà súng thì toàn súng mới, súng tốt. Nhất Thế Khoa Danh, Bách Thế Hùng. Mắt chăm chăm nhìn về phía đoàn, chắc cánh quân chính của Tây sẽ tiến đánh. Để nắm càng thấy tâm trí nặng nặng thêm và càng bồi hồi lạ lùng. Nghĩ đến câu thơ này trời đã hứng nắng ngọn núi lang cao núi rành núi mỏ thổ và những sườn đồi sườn núi tiếp sát đều mở ra như cắt lên nền trời mà phía bên kia là cả một vùng đồng ruộng rất tốt các cánh rừng dãy núi ở đấy tuy không rậm như phía trên nhưng các khe các lũng không phải là không khúc khuỷu hiểm trở rồi đây nghĩa quân mà mạnh tràn được xuống cả dưới đấy thì thanh thế biết bao đồn trại của nghĩa quân sẽ phải đóng cả ở núi mỏ thổ núi Con Voi, núi Quảng Phúc và phải chiếm cả núi Nham Biển nữa để chặn đường Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, uy hiếp cả Hà Nội. Phải, quan tán cao dưới suối vàng mà được biết nghĩa quân Yên Thế đã đánh chặn quân Tây, hạ được cả quan năm, khiến chúng hai lần chiếm được nhưng rồi phải bỏ thanh tỉnh đạo. Chắc người cũng bớt hận đôi phần vì thấy dân con Yên Thế của mình không phải là yếu hèn để phụ lòng kỳ vọng của đất nước Giang Sơn phụ lòng cả tông tộc nhà mình nữa vệ kiên bố ông để nắm là cháu bà mẹ nguyễn cao thuộc ngành thúc bá bà mẹ tán cao rất quý bố để nắm thường nhắn người làng lên trên yên thế bảo nếu không đưa cháu nắm về làng học để bà kèm cặp cho thì cũng phải đón thầy về ngồi nhà dạy bảo chứ lên đây làm ăn được khấm khá mà chỉ lo làm giàu để con lêu lỏng thì không nên xem tướng cho cháu nắm bà mẹ tán cao khen rằng khôi ngô đấy, nhưng phải có học đến nơi đến chốn, không thì cũng chẳng ra gì, và chỉ là rẻ củi tốt mã. Tuy năm ấy mới lên sáu, nhưng nhờ ông bố và các bà cô kể lại, nên nắm vẫn cứ nhớ như in hình ảnh bà cụ, cũng như hình ảnh Nguyễn Cao trong đám ba bà cụ. Nguyễn Cao đầu đội mũ sơm chít khăn tang, quần thùng đít, luôn luôn quẫy chân, nghền nghền đầu, như muốn với lấy cái mũ sơm và cái gậy vông treo ở đầu đòn rồi lúc hạ huyệt bà mẹ Nguyễn Cao, thì Nguyễn Cao cứ chằn, cứ xà xuống, hai tay quờ quờ như đòi giữ lấy gỗ ván.